Chào Trung. Dạ, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Dạ, thì qua cái chuyến thăm của chuyến thăm làm việc tại cái hội nghị cũng như là việc làm việc với Tổng thống Mỹ và các bộ vị bộ trưởng của Mỹ cũng như là sắp tới làm việc tại Liên Hợp Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì chúng ta thấy được đó là cái việc ở đây chúng ta cứ nói đến đầu tiên đó là lợi ích quốc gia đó, đúng không ạ? Về góc độ ngoại giao thì chúng ta nhìn nhận được đó là gì? Đó là cái việc là quan hệ song phương, quan hệ đối tác, hợp tác cùng có lợi và đảm bảo về các cái yếu tố liên quan đến lợi ích của hai quốc gia. Thì cái này qua cái chia sẻ của anh, chúng ta có thể hiểu là cái việc mà nước Mỹ người ta mời các cái lãnh đạo ASEAN để tổ chức cái hội nghị cao cấp này, cũng như là việc mà nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Việt Nam đó, cái điều đó nó thể hiện là cái góc độ quan hệ ngoại giao của hai nước đang trong cái giai đoạn có thể nói là tốt đẹp và có sự tôn trọng nhau, đặc biệt là tôn trọng về độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, cũng như là tôn trọng về thể chế chính trị tại Việt Nam chúng ta. Và cái điều này thì không phải đến bây giờ thì mới diễn ra, mà trong những năm gần đây đã diễn ra. Và chúng ta thấy là cái đặc biệt, chúng ta nhắc lại một chút, là ngay sau khi mà Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris, Kamala Harris đúng không ạ, phó tổng thống Mỹ đó, thì vừa với trúng cử xong thì ngay lập tức bà đã có chuyến thăm đến Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021. Thì dĩ nhiên là qua cái cuộc gặp đó thì phó tổng thống Mỹ cũng đã tiếp xúc với cái các lãnh đạo cao cấp của Đảng cũng như nhà nước chúng ta. Thì cái việc hai nước có những cái hội đàm, các cái nội dung thì cũng đã được công khai trên các cái phương tiện truyền thông để cho mọi người có thể theo dõi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy một cái điều kỳ lạ, đó là gì? Đó là ngay sau khi trúng cử xong thì cái việc đầu tiên đó là một phó tổng thống Mỹ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, thì đó có thể nói là một cái cột mốc mới trong cái quan hệ của hai nước, đúng không ạ? Và bên cạnh đó là thể hiện cái quan tâm bồi đắp thêm mối quan hệ của hai nước. Điều đó chứng tỏ một vấn đề, đó là hai nước đã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau về góc độ quốc gia cũng như về các vấn đề khác. Thì cái việc Thủ tướng sang thăm Mỹ, làm việc tại Mỹ, thì cái việc kêu gọi vốn đầu tư hay là các cái hợp đồng kinh tế thì cũng chưa rõ ràng. Thế nhưng chúng ta cũng hy vọng, có nghĩa là chưa có hợp đồng lớn, thế nhưng các hợp đồng khác thì chắc chắn là sẽ có. Thì cái vấn đề mà hai nước tham gia ký kết các cái chứng kiến các cái doanh nghiệp ký kết các cái văn bản hợp tác ấy, thì chúng ta cũng hy vọng cái điều đó nó giúp cho Việt Nam chúng ta phát triển. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy được đó là gì ạ? Trên các cái trang mạng xã hội thì cũng đã có, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân hay là các thành phần khác thì cũng có kêu gọi đi tham gia biểu tình, rồi là viết bài xuyên tạc. Đặc biệt là có những bạn thì không biết là bạn ở bên kia thế giới thì bạn tiếp nhận thông tin như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh, đúng không ạ? Nhìn thấy những hình ảnh rất là rõ ràng, đó là Tổng thống Joe Biden của Mỹ và Thủ tướng Phạm Minh Chính của chúng ta là chụp ảnh dưới quốc kỳ của hai nước. Thì ở bên ngoài thì lại có những cái thành phần tham gia hô hào biểu tình ngay cái trước Nhà Trắng đây, đúng không ạ? Đó. Chúng ta nhìn thấy các cái hình ảnh nó rất là tương phản. Nó thể hiện cái góc độ gì? Và cho rằng là có bạn cho rằng bạn bảo là thủ tướng của chúng ta sang Mỹ thì cũng không được tiếp đón, không được tổng thống Mỹ tiếp đón mà chỉ được cấp bộ trưởng thôi. Đó, thì chúng ta nhìn thì chúng ta thấy thôi, đúng không ạ? Các cái phương tiện truyền thông bây giờ thì rất là nhiều, đặc biệt là các cái kênh thông tin của nhà nước chúng ta đó, các cái
tổ chức báo chí, các cơ quan truyền thông hoặc thông tấn xã Việt Nam cũng thường xuyên tháp tùng lãnh đạo chúng ta đi công du các nước, thì cũng có cập nhật những cái hình ảnh nó rất là rõ ràng cụ thể như vậy. Thế nhưng mà các bạn vẫn đưa lên những cái thông tin nó không đúng sự thực. Đấy, thì chúng ta thấy được cái góc độ là đầu tiên đó, thì em đồng tình với anh thôi. Nếu mà nói về những người gốc Việt thì đáng lẽ ra, đúng không ạ, đáng lẽ ra thì các anh nên là gì, nên ủng hộ cái việc này chứ, bởi vì vùng sớ đúng không, vùng đắp cho cái vấn đề này. Đáng ra là các anh các chị phải có khi lại còn phải đấu tranh, đúng không ạ, đấu tranh với lại các cái cơ quan hay là các cái lãnh đạo chính phủ Mỹ bằng cách các anh viết thỉnh nguyện thư, đúng không ạ, đề xuất với các cơ quan ban ngành của Mỹ là tăng cường hợp tác Việt Nam. Và cái việc tăng cường hợp tác đầu tư đó thì chúng ta khẳng định là điều đầu tiên là cái quyền lợi của người dân chúng ta, chứ cũng không phải là vì cái gì cả. Đó là lợi ích của quốc gia là một phần, đúng không ạ, và lợi ích của đại bộ phận quần chúng nhân dân là một phần. Về vấn đề hợp tác kinh tế thì chúng ta biết rồi, có nhiều cái yếu tố nó tác động để nó phát triển đất nước chúng ta. Nếu như người ta thực sự mà đấu tranh để cho đất nước phát triển thì người ta nên làm cái việc đó, theo em nghĩ là như vậy. Chứ không phải là các anh đi biểu tình, đúng không ạ. Mà cái số lượng biểu tình thì chúng ta thấy rồi, loe ngoe được vài người. Trong khi đó thì chả biết là các anh biểu tình cho cái nước nào, cái quốc gia nào, cái tổ chức nào hay là cái cá nhân nào. Thấy đủ các loại cờ, đủ các loại màu cả. Các anh đấu tranh cả Hồng Kông, rồi đấu tranh cả Ukraine, lúc tung phèn cả. Chả biết là tóm lại là cái quan điểm, cái lập trường chính trị của các anh như thế nào. Thì cũng không rõ ràng, và số lượng thì rất là ít, thì chúng ta thấy mà trong đó là có cả những người nước ngoài, theo em nghĩ là những người của các nước như là Ukraine hoặc các nước khác, người ta tham gia vào đây chắc là người ta cũng có cái ý định đến để mà cầu viện chính phủ Mỹ thôi, vô tình gặp thì có khả năng người ta cũng vào để chung cái đoàn này. Thì chúng ta nhìn trên hình ảnh thì nó không đáng bao nhiêu người cả. Đấy, chúng ta thấy cái đầu tiên là cái chung, thất bại, đúng không ạ? Trung vừa nói yếu tố mà trong nhóm nó có vài người nước ngoài đó. Nhưng ở đây anh đang thắc mắc này nè, chúng ta chỉ thấy như vậy thôi đúng không? Cũng chưa có ai kiểm chứng được rõ ràng là họ là người nước nào. Biết đâu, bây giờ chúng ta có thể đặt ra một cái giả thuyết thế này nè. Biết đâu những con người đó để cuối cùng là họ muốn cái đưa cái hình ảnh nó có vẻ giá trị lên là có người nước ngoài, thí dụ người của Ukraine hay người của mây gì đi, thì biết đâu họ bỏ tiền ra họ thuê một cái ông nào đó, ví dụ như những cái ông mà chúng ta thường xem cái clip trước đó, là đi lượm tiền đó, đi rớt tiền đó, thí dụ mà bây giờ anh hỏi, ví dụ đặt trường hợp nếu là nó đi, họ bỏ tiền ra họ thuê những người đó vào đứng như vậy cho nó có màu, có mè, có hoa, có lá, được không? Được chứ, đúng không? Dạ, bởi vì đó là cái điều đó thì nó được thể hiện nhiều rồi anh. Ví dụ như là người ta hay tổ chức các cái sự kiện này, sự kiện kia, hay là kỷ niệm ngày nọ, ngày kia, rồi các anh làm trò thì các anh đều có những cái người nước ngoài người ta đứng ở đó, thế nhưng người ta cũng có hiểu các anh phát biểu với cái gì đâu. Thì cái này cũng không loại trừ khả năng, và chúng ta nhớ lại nó là gì, đó là các anh ấy đã quyên góp để các anh ấy thuê cái tờ Washington Post đăng bài cho các anh mà. Đúng rồi, đăng thì, bài đó. Dạ, thì cái điều này nó không loại trừ khả năng. Và trong cái tấm ảnh này thì chúng ta có thể nhìn thấy có cả cờ Canada nữa nhé. Mọi người nhìn đó, sát đây sẽ thấy này, có cả cờ Canada nữa, đúng không ạ? Có nghĩa là rất nhiều, chứ không phải là chỉ riêng các anh này đâu. Đấy, thì cũng không biết vì nguyên nhân gì thì chúng ta không có biết được. Thế nhưng mà theo như mà cập nhật thông tin đó, thì cái số lượng mà các anh ở bên kia thế giới, các anh ấy tham gia vào cái hô hào của Việt Tân đó, thì nó không đáng bao nhiêu cả. Nó không đáng bao nhiêu, ít thôi, nó chả đáng mấy người đâu. Thì cái góc độ đầu tiên chúng ta thấy được là nếu như mà cùng là người gốc Việt, đúng không ạ, và thực sự các anh muốn cho Việt Nam phát triển đó, thì các anh nên có những cái động thái ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam hợp tác càng nhiều lĩnh vực càng tốt. Thì cái điều đó thì nó mới đúng về góc độ đấu tranh để phát triển. Đó là cái góc độ thứ nhất. Còn về góc độ thứ hai, nếu như đứng trên cương vị của một người công dân Mỹ mà các anh lại đi phản đối ngay chính phủ của mình, đi hợp tác với một quốc gia khác, thì cái đó, điều đó nó cũng thể hiện cái theo em nghĩ là
nó không phù hợp với cái việc mà phản ứng của một công dân Mỹ đối với chính phủ Mỹ. Dĩ nhiên cái việc này thì nó hết sức bình thường thôi, chứ nó không có gì cả, nhưng mà theo em nghĩ nó không phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì là cái việc lựa chọn phát triển quan hệ ngoại giao cũng như là hợp tác kinh tế với bất kỳ một quốc gia nào, thì cái chính phủ quốc gia đó người ta cũng đã có sự nghiên cứu và lựa chọn rất là kỹ lưỡng để người ta đảm bảo được cái quyền, đúng không ạ, cái quyền lợi của quốc gia người ta, chứ cũng không ai người ta cho không cả. Và chúng ta thấy rồi, cái dự luật mới đây tổng thống Joe Biden mà cho Ukraine mượn vũ khí đó, các anh mượn thôi nhé, cho các anh mượn thôi, sao các anh phải trả? Các anh không trả bằng hiện vật thì các anh trả bằng tiền. Cái điều đó nó rất rõ ràng thôi, nó đều vì quyền lợi cả, chứ không phải vì cái mục đích nào mà chúng ta nghĩ nó cứ cao sang cả. Thế thì qua đó chúng ta nhìn tổng thể lại, đó là cái việc mà tổ chức khủng bố Việt Tân hay các cái thành phần khác kêu gọi biểu tình này biểu tình nọ, rồi cái lọ cái chai đó theo ngôn ngữ của những anh bên kia thế giới đó, thì tóm lại là đến giờ phút này thì theo em nghĩ là thất bại hoàn toàn. Bởi vì sao em nhận định là thất bại hoàn toàn? Một là cái số lượng người tham gia không đáng kể, thứ hai nữa là các anh hô hào là có bánh mì, có xe đưa xe đón, đúng không ạ? Thế nhưng mà cuối cùng lại là cũng khả năng là cũng nhiều người người ta nhận ra được các chiêu bài của anh từ xưa nay, đó là quyên góp. Thế nên người ta không quyên góp nhiều, thế nên là cái việc mà em theo dõi thì cũng chưa thấy bất kỳ một cái thông tin nào cho thấy là cái việc mà những người ở bên đó người ta ủng hộ các anh về mặt kinh tế đấy là như thế nào. Cũng chưa có, cũng không có rầm rộ như mọi năm, mà cũng không có các cái hoạt động hay là số lượng người nó như mọi năm. Thế thì chúng ta thấy được cái góc độ này nó cũng hoàn toàn là thất bại. Và cái thất bại thứ nhất đó về cái việc mà các anh bao nhiêu năm nay các anh sử dụng chiêu trò này để các anh kiếm lợi đấy bằng cái hình thức là quyên góp. Và cái thất bại thứ hai đó là gì? Đó là chính quyền của Tổng thống Joe Biden hay là Hoa Kỳ, người ta đã hoàn toàn, đúng không ạ, không để các anh vào tầm mắt. Mặc dù các anh là công dân Mỹ, các anh có quyền theo cái tự do pháp luật của nước Mỹ, thế nhưng người ta cũng không coi các anh ra gì. Và các anh có thể thấy được là việc các anh ở ngoài sân ăn bánh mì, uống nước lọc, còn các lãnh đạo thì người ta làm việc ở trong phòng lạnh, đúng không ạ, những nơi có thể nói là để dành đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, cũng như là có những cái buổi chiêu đãi gặp gỡ rất là phù hợp theo cái nghi thức ngoại giao. Thì cái điều đó và chúng ta đã khẳng định là đó là gì, trước đây cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù là được Mỹ ngày đó hậu thuẫn, thế nhưng mà cũng chưa có bất kỳ một lãnh đạo nào của cái chính quyền đó được mời sang Nhà Trắng cả. Mà chúng ta thì thì lãnh đạo Đảng Nhà nước chúng ta thì cũng đã có vài lần được làm việc cùng với lãnh đạo Mỹ tại nơi được cho là cơ quan chính phủ đầu não của thế giới, đó là Nhà Trắng. Cái điều đó thì cái chúng ta thấy là về góc độ ngoại giao thì theo em nghĩ nó bình thường thôi. Thì cũng như Tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì chúng ta cũng ví dụ như tiếp đón là phủ chủ tịch nước thì tiếp đón phủ chủ tịch, hoặc là ở các cái nơi đón tiếp mà theo nghi lễ quốc gia thì theo em nghĩ là cũng bình thường, nó phù hợp với quan hệ ngoại giao của hai nước. Nhưng điều đó nó thể hiện là cái việc mà chính phủ Mỹ người ta coi trọng nâng tầm quan hệ đối với Việt Nam chúng ta mới là thiết yếu, mới là quan trọng, mới là mục tiêu và vì lợi ích của nước Mỹ, chứ không phải người ta chiều theo ý của một số người, một số bộ phận nhỏ hiện nay đang còn rải rác trên khắp nước Mỹ cũng như là ở các cái nước khác. Đó là đi ngược lại với chính phủ Việt Nam. Thì theo em nghĩ là chắc chắn để khẳng định cái vị trí một cường quốc thế giới thì người ta sẽ đặt lợi ích người ta lên hàng đầu và người ta sẽ lựa chọn các cái quốc gia, vùng lãnh thổ để phù hợp với cái chiến lược phát triển của người ta. Chứ người ta không bao giờ người ta lựa chọn những cái số người mà trước đây cũng đã từng được viện trợ rất là nhiều, thế nhưng cuối cùng thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí lại còn kéo Mỹ vào một cuộc chiến dai dẳng kéo dài và mang lại cho Mỹ vừa tổn thất về kinh tế cũng như vừa tổn thất về nhân mạng. Thì cái điều đó là chúng ta có thể cảm nhận được. Và cũng qua cái buổi ngày hôm nay đó thì cũng có nhiều bạn ở bên kia thế giới đó cũng đăng lên cho rằng Việt Nam chúng ta đi ăn xin, đúng không ạ? Thế thì chưa có ai
Đúng ạ, chưa có bất kỳ một quốc gia nào mà lại mời lãnh đạo quốc gia khác sang nước mình để ăn xin cả. Đó là điều chúng ta thấy là vô lý. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gì? Đó là đây là hợp tác cùng có lợi. À, nếu như mà hai bên cùng có lợi thì mới tiến hành hợp tác. Còn nếu vì một trong hai bên mà có các cái điều khoản nó không phù hợp thì chắc chắn là các quốc gia người ta sẽ nghiên cứu và sẽ để lại đó, chứ chưa chắc người ta đã ký. Cái điều này chúng ta có thể khẳng định, nếu mà liên quan đến lợi ích của một quốc gia thì người ta sẽ không vội vàng người ta ký vào bất kỳ một cái hiệp định hay là về vào một cái văn bản nào để mà hợp tác cả. Đấy, cái điều này chúng ta dễ hiểu thôi. Thế này chung nhân tiện chung chung vừa đề cập tới là những cái thành phần bên kia họ họ lại mang cái hàm ý miệt thị là ăn xin đúng không, ăn xin. Thì bây giờ chúng ta thử đi sâu vào vấn đề cái từ ăn xin. Bây giờ nếu mà nói về khái niệm ăn xin á, bây giờ anh cho rằng kể cả nghĩa đen đi ha, là ăn xin đúng không? Thì xin hỏi mọi người, một vị lãnh đạo đi ăn xin ha, xin mà mang về cho con dân của mình được sự ấm no, được sự phát triển thì có điều gì gọi là xấu hổ không? Nếu mà chúng ta xét theo nghĩa đen. Rồi ngược lại thì những người đó cô đó là những người thường thường là ở thế giới bên kia và từng đứng dưới cái hình ảnh vàng ba sọc đỏ đúng không? Họ thử xét lại xem, họ thử xét lại xem những cái lãnh đạo của họ ngày xưa đó, có làm được như vậy không? Rồi thêm một cái nữa, có ăn xin nào mà được ngồi trong nhà trắng ăn yến tiệc với chủ nhà một cách ngang ngang tầm với nhau chứ? Có ăn xin nào mà được như vậy không, đúng không? Đấy, rồi chúng ta xét theo nghĩa khác đi. Đó, như thầy Quang nói. Đúng ra, nếu mà họ còn trong con người họ dòng máu Việt Nam, đúng không ạ? Họ nhìn thấy được những vị lãnh đạo như vậy đó, họ phải mừng cho người dân Việt Nam mới đúng chứ. Rõ ràng không mọi người? Bởi vì chúng ta người Việt Nam chúng ta hay có một cái quan điểm thế này rất rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, thắng là thắng, thua là thua. Nhưng cái cốt lõi là gì? Là người dân, là nhân dân, lật thuyền cũng là dân mà, đẩy thuyền cũng là dân mà. Mà một vị lãnh đạo dù cho họ có làm cái gì ra nữa nhưng mà họ mang cái việc làm của họ mang lợi ích về cho người dân, mang lợi ích về cho nhân dân, mang sự ấm no hạnh phúc về cho người dân, mang sự bình yên phát triển về cho người dân, đó là điều đáng quý chứ, rõ ràng chưa? Bởi vậy cái chủ đề mà kẻ phản chủ đối với họ là không có sai. Thay vì á, nếu mà họ phải nhìn ra cái điểm đó là họ phải mừng mừng là, à từ giờ trở đi đất nước Việt Nam chúng ta, nhân dân Việt Nam chúng ta, chúng tôi lại cảm thấy yên 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 tâm rồi ha, có những vị lãnh đạo sáng suốt như vậy, không vì cái tôi, có thể vì đi gặp các cường quốc có thể họ hạ thấp mình chút xuống chút xíu đúng không, nhưng mà cái mục đích của họ, cái cốt lõi cái chính của họ là gì? Họ mang về những cái lợi ích gì đó, họ thương thảo, họ hợp tác, họ họ thỏa thuận, chỉ có mục đích cuối cùng là gì? Mang những gì tốt đẹp nhất, những gì nó sẽ phát triển trong tương lai về cho nhân dân Việt Nam, cho người dân Việt Nam, thì cái điều đó là chúng ta phải đáng mừng chứ. Tại sao những cái con người như vậy á, cho nên chúng ta sẽ hiểu đúng không, chúng ta sẽ hiểu ra là tại sao những con người như vậy thì suốt cuộc đời của họ luôn chỉ mang hai cái kiếp lưu vong, không bao giờ ngóc lên được, mọi người thấy không? Đó, ở đây thì anh trong cái nhân tiện chung vừa nói cái khái niệm an sinh đó, thì theo góc nhìn của cá nhân anh đó, anh bổ sung cái điểm đó thì không biết ý chung và ý mọi người dưới như thế nào nha. Thì thôi Quang nói rồi, thôi Quang sẽ hoan nghênh tất cả quan điểm của mọi người, ai có quan điểm gì thì cứ mạnh dạn chia sẻ. Chúng ta để làm gì, mục đích cuối cùng là chúng ta đưa ra nhiều góc nhìn, nó chính xác là đa chiều đó.
để cho những người nghe sau cái live đó lại họ tự đúc kết, họ tự so sánh, họ tự đối chiếu, đưa ra kết luận cho bản thân họ, vậy thôi. Ok, xin mời chú. Dạ. Về cái vấn đề này đó thì góc nhìn của em thì cũng đơn giản thôi. Đó là câu từ của những cái người mà thể hiện cái tâm lý. Tâm lý đó là hận thù, cái yếu tố mang yếu tố hận thù, bài trừ, ganh ghét, đố kỵ, thì người ta mới đưa ra những cái câu từ như vậy. Chứ ở đây là góc độ là quan hệ giữa hai quốc gia và lãnh đạo của hai quốc gia, những người đứng đầu các chính phủ, người ta làm việc dưới sự chứng kiến của quốc tế, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cái hội nghị này diễn ra thì trên quốc tế đó, trên trường quốc tế người ta cũng quan tâm và người ta theo dõi cái việc tổ chức hội nghị như thế nào, có vấn đề hợp tác ra làm sao, vân vân cả. Thì cái điều này là có sự chứng kiến của quốc tế, chứ không phải là chúng ta như các anh nói đó là gì? Đó là đi ăn xin, đúng không ạ? Mà ăn xin ở đây là theo nghĩa gì? Theo nghĩa của các anh đó, là chúng ta có nói rồi, đó là lòng hận thù, ganh ghét, đố kỵ, thì các anh nói vậy thôi. Chứ chả có quốc gia nào hợp tác với nhau theo cái kiểu ăn xin như các anh cả. Và chúng ta nhớ lại đó là những cái thư, đúng không ạ? Cái thư mà của trước đây của ông Ngô Đình Diệm, của Nguyễn Văn Thiệu đó, gửi cho Tổng thống Mỹ, cũng xin Quốc hội Hoa Kỳ là thông qua cái khoản vay 3 tỷ đô đó, lãi suất bao nhiêu cũng được, và người ta muốn trả như thế nào cũng được. Và cái việc đó nó thể hiện cái điều đó đó, đó là cái vấn đề đó, nó gọi là ăn xin. Có tiền thì có chống cộng sản, không tiền thì không chống. Cái điều đó nó thể hiện thôi, cái mục tiêu lý tưởng người ta không có, và người ta chỉ vì những cái đồng tiền thì đó mới gọi là ăn xin. Còn đây là góc độ, là góc độ hợp tác, hai bên cùng có lợi. Nếu như có lợi thì mới hợp tác, còn không có lợi thì chắc chắn là nó sẽ có sự cân nhắc, chứ không ai lại mang quốc gia dân tộc của mình đi đánh đổi cả. Và cái việc đi hợp tác này đó, thì dù ông Tổng thống Mỹ hay là Thủ tướng Phạm Minh Chính của chúng ta, thì đều thể hiện cho gì ạ? Quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của người dân hai nước, chứ đúng không rồi. Phải là thể hiện cho cá nhân hay là đi vì cái mục đích cá nhân. Thế nên người ta sẽ đặt quyền lợi của quốc gia dân tộc lên hàng đầu. Phù hợp thì chúng ta sẽ hợp tác, có thể lĩnh vực này lĩnh vực khác, còn nếu chưa phù hợp thì chúng ta tiếp tục bàn thảo và nghiên cứu. Cái điều này thì dễ hiểu thôi. Thế thì cái việc mà các anh nói ra đó là việc của các anh ấy, và chúng ta đã nhận định được cái điều này từ rất lâu. Và cái quan điểm này nó không phải là mới. Thế nhưng mà cũng hiện nay thì cứ mỗi một lần lãnh đạo chúng ta đi sang Mỹ đó, thì đặc biệt là những anh này thì anh một cái hình thức thứ nhất là các anh kêu gọi biểu tình. Cái hình thức thứ hai đó là các anh viết bài, các anh xuyên tạc và cho rằng là chúng ta đi ăn xin. Thì qua đó chúng ta có thể thấy được, đúng không ạ? Thấy được cái bản chất của các anh là đấu tranh vì cái gì. Khi mà các anh với tư cách là người gốc Việt thì các anh cũng phản đối Việt Nam phát triển. Mà mới với tư cách là công dân Mỹ thì người ta cũng phản đối chính phủ Mỹ hợp tác và phát triển. Thì chúng ta có thể thấy được thôi, người ta chả vì cái gì cả. Người ta vẫn ôm lòng hận thù của quá khứ thì người ta mới làm cái việc này. Và cũng rất may không phải rất may nữa, mà theo cái chiều hướng chung, phát triển chung của xã hội. Thì càng về sau này đó, thì các thế hệ F3, F4 thì người ta cũng tiếp cận với cái nền giáo dục Mỹ, văn hóa Mỹ, thì người ta cũng không có quan tâm đến lĩnh vực này. Thế thì trong thời gian tới thì chắc chắn là những cái hành động này sẽ không còn nữa. Và chúng ta tiếp tục chờ đợi theo dõi thông tin của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như là các đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ hội đàm với các nước cũng như là nước chủ nhà Hoa Kỳ để chúng ta thấy được những cái bước phát triển trong quan hệ ngoại giao cũng như là hợp tác phát triển kinh tế. Cái điều này chúng ta rất là đáng mừng. Qua đó là chúng ta bẻ luôn được cái luận điệu xuyên tạc của các anh, để cho các anh thấy được cái vị trí của các anh ở đâu, và cái tư tưởng, cái lời nói của các anh có còn đáng giá hay không, và chính phủ Mỹ người ta có còn coi trọng các anh hay không, hay là người ta cũng coi các anh chả ra gì.